đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Tưởng nhớ 6 năm ngày mất của Quang Vy Tuấn Anh, fan đồng loạt chia sẻ kỷ niệm xúc động. 6 năm không gặp, cậu khỏe không? Người hâm mộ liên tục chia sẻ nhiều cảm xúc, nhắc nhở về cố nghệ sĩ Quang Vy Tuấn Anh. Tròn 6 năm kể từ ngày ca sĩ Quang Vy Tuấn Anh trút hơi thở cuối cùng, ra đi ở tuổi 26 trong sự thương tiếc của đồng nghiệp và bạn bè, người hâm mộ. Đúng ngày mất của nam ca sĩ, nhiều người đã không khỏi hoài niệm cho một tài năng trẻ. Nhưng lại không may ra đi khi còn quá sớm. Nhiều diễn đàn đăng tải lại hình ảnh những ca khúc còn sống mãi của chàng ca sĩ tài hoa mà bạc mệnh. Fan cũng tranh thủ kể về những kỷ niệm một thời, khán giả linh lang xúc động bày tỏ: "Ngày anh mất, tôi chỉ là cô bé lớp 10, ngày đó tôi còn trách tại sao anh lại để mái tóc che con mắt như thế, style gì lạ lùng. Cho đến khi biết căn bệnh nghiệt ngã của anh, tôi lại thấy thật đáng xấu hổ vì điều chơi trách ấy của mình. 6 năm, chớp mắt một cái đã 6 năm, nhanh thật anh nhỉ. Anh yên nghỉ anh nhé. Tôi và các bạn sẽ không bao giờ thôi dừng nghe những bài hát của anh, nhớ anh." Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày ca sĩ Quang Vy Tuấn Anh trút hơi thở cuối cùng, khán giả Thảo Nguyên cũng đầy cảm xúc khi nhớ về thần tượng. Ngày này năm đó khi nghe tin Quang Vy mất, cả ngày cứ vô hồn không biết làm gì, cảm thấy sao cuộc sống được mất cách nhau chỉ trong nháy mắt. Không hẳn là quá thần tượng Quang Vy đến điên cuồng, nhưng thực sự trong những năm còn ngồi ghế nhà trường, những bài hát của Quang Vy vẫn luôn nằm trong list nhạc. Rồi rất nhiều những chia sẻ khác của khán giả thế hệ 8X, 9X, ai ai cũng ít nhất đã từng nghe qua đôi mắt cho em, bắt sóng cảm xúc, phục mất, ký ức ngày hôm qua. Đã 6 năm qua đi, những người trẻ thế hệ ấy chắc giờ đã nhiều đổi thay, Quang Vy cũng không còn nữa. Nhưng hình ảnh về một chàng ca sĩ hiền lành, ấm áp chắc chắn sẽ luôn còn đó trong trái tim người hâm mộ. Người hâm mộ liên tục chia sẻ nhiều cảm xúc, nhắc nhở về thần tượng. Thích nhất bài Đôi Mắt, xưa đạp xe gần 7 cây số chỉ để mua báo học trò có bài viết về anh. Bài Cho Em gắn liền với những năm học cấp 3. Có ai đến tận bây giờ còn cảm xúc lạ với bài Lớp Viên Du không? Hồi đó bị kiểu như mất mát, sau đó là một chuỗi các mất mát. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy vì ai? Đến bây giờ mới biết vì son để tóc dài che mắt như vậy, vì để cho một bên mắt không nhìn thấy, tiếc cho anh, tiếc cho một âm nhạc của Việt Nam. Nhớ lúc anh về hát ở gần nhà, tranh cho bằng được để gần sân khấu nhất, học thuộc mấy bài hát của anh chỉ để được lên sân khấu. Bao nhiêu năm qua đi rồi, nghe lại giai điệu vẫn nhớ khôn nguôi. Hình ảnh của Quang Vy Tuấn Anh sẽ vẫn còn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Diễn viên Buka gia đình phá sản không còn một đồng, tiền nhà 500.000 không đóng nổi. Có 500.000 một tháng tôi còn không đóng nổi thì sao dám ăn của người ta, Buka chia sẻ. Vừa qua tại chương trình Những Thám Tử Vui Nhộn, diễn viên Buka trải lòng về khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Tôi từng cào đến nát tay chị ba ra. Người bạn thân thiết nhất với tôi là chị ba. Tôi tâm sự với chị ấy đủ mọi chuyện trong cuộc sống. Hồi nhỏ tôi rất kỳ cục với chị ba. Tôi hay ăn hiếp chị ba lắm. Chơi trong phòng mà tôi từng cào cấu đến nát tay chị ấy ra. Chị ba tức quá nhưng vẫn nhường em, nên chị cấu lại một cái, thế là tôi mất mẹ, mẹ mắng chị ba nhiều. Lớn lên tôi cũng thấy mình không đúng, vì đã đối xử với chị như vậy nên phải bù đắp. Chị ba tôi đi học xa, tôi ở nhà hay được cho 500, 1.000 đồng. Dưới quê ngày đó như thế là nhiều, tôi không tiêu xài, để vào một chỗ rồi mỗi lần chị ba về lại đưa cho chị lấy. Tôi sợ nhất bò sát thằng lằn và những con giống vậy, kể cả những thú nhồi bông hình cá sấu tôi cũng sợ. Có tới 3 lần tôi ở trong phòng một mình và gặp phải những con như vậy, tôi cảm thấy một là mày chết, hai là tao chết. Bởi vậy tôi quất liên tiếp, nó chết rồi mà tôi tưởng như đang giết người, nên cứ khóc mãi, rồi đợi người đến dọn đi. Thiếu tiền nhà, tới hơn một năm trời. Trong cuộc sống từ trước tới giờ tôi chỉ gặp duy nhất một biến cố vào năm 18 tuổi. Biến cố này làm thay đổi cả con người tôi. Hồi đó tôi mới lên Sài Gòn nên cả ba mẹ anh chị em đều lên theo. Ba mẹ mở cho tôi một cửa hàng điện thoại để tôi vừa làm vừa học. Tôi thấy mình quá sướng, đến 18 tuổi vẫn còn sướng như thế. Nhưng đùng một cái được nửa năm sau thì gia đình tôi phá sản, không còn bất cứ thứ gì. Tôi đang là chủ tiệm điện thoại, mỗi ngày dùng một chiếc điện thoại mà bỗng chốc không còn gì trong tay. Đến chiếc xe đi lại cũng không có. Sau đó tôi phải dùng một cái điện thoại trắng đen, còn bố mẹ phải về quê sống vì không còn gì. Tôi đăng ký học ở một lớp dạy diễn xuất tư nhân rồi được đi đóng phim, nhận một vai quần chúng không thoại.
Tôi đi đóng phim hơn một tháng không về quê, ba mẹ khóc lóc các kiểu, bắt tôi phải về quê vì không còn khả năng lo cho tôi ở Sài Gòn nữa. Mọi người còn dọa tôi Sài Gòn là đất tệ nạn trộm cắp, phải đề phòng không mất cắp này nọ, nhưng tôi quyết tâm không về. Sau khi xảy ra biến cố, tôi thấy Sài Gòn không phải như vậy. Bên cạnh tôi vẫn còn nhiều người thương yêu quý mến, cho mình về nhà ở. Nhờ những người như vậy mà tôi trụ lại được Sài Gòn, dù không có một đồng nào trong túi. Có một người chị hơn tôi chục tuổi đã cho tôi về ở nhờ, nhưng nhà chị ấy lại quá nhỏ mà có tới 10 người ở. Lúc đầu chị ấy nói cho miễn phí, tôi không chịu, thế là chị ấy lấy rẻ 1 triệu một tháng, bao ăn ở điện nước. Nhưng ngay cả 1 triệu tiền nhà tôi cũng không có tiền trả. Tôi đi quay quần chúng được có mấy trăm nghìn đồng, đến cuối tháng không có tiền trả. Chị đó thấy hoàn cảnh của tôi như vậy nên không đòi tiền nhà. Tới lúc tôi thiếu tiền mấy tháng liền, chị ấy mới gọi là nói giảm tiền nhà xuống 800 ngàn một tháng. Giảm tới cỡ đó tôi vẫn không có tiền trả, thiếu 5-6 tháng liền, chị ấy lại cho xuống 500 nghìn tiền một tháng. Xuống tới 500 ngàn tôi vẫn không có tiền trả, thiếu tiền nhà tới hơn một năm trời. Vì có 500 ngàn một tháng nên tôi phải nấu cơm cho mọi người trong nhà đó, nhưng lại không dám ăn vì nghĩ tốn kém của người ta. Bởi vậy đến giờ ăn tôi hay tìm cớ để đi mua một cái bánh mì về ăn cho qua bữa. Chị đó có hỏi sao tôi không ăn cơm, tôi chỉ nói bận nên không ăn, nhưng thực ra đang rất đói mà không dám làm phiền. Có 500 ngàn một tháng còn không đóng nổi thì sao dám ăn của người ta. Sau đó tôi may mắn được trở về sân khấu trẻ biểu diễn và có được tiền. Cứ mỗi tuần thu nhập của tôi ổn định hơn một chút, mọi người biết tới tôi, rồi bảo tôi đi quay cái nọ cái kia. Từ đó tôi có nhiều tiền rồi trả hết tiền nhà cho chị ấy. Chị ấy như một người mẹ thứ hai, dạy tôi nhiều thứ từ nấu ăn tới dọn dẹp. Anh Diệp Tiên ham ăn, ăn nhiều, ăn không biết nhường tôi, nên tôi rất giận và buồn. Anh Diệp Tiên là người rất chân thành, chân thật. Anh ấy sống rất thật, tôi thích những người như vậy vì bản thân tôi sống cũng rất thật. Ngày đầu tiên hẹn hò với nhau, tôi vừa đi diễn về còn make up mà tôi dám gỡ lông mi giả. Bôi mặt lem lút ra mà anh ấy vẫn thoải mái. Từ đó tôi nhận ra anh ấy vẫn thật và yêu mình thật sự, không vì vẻ bề ngoài. Điều tôi không thích ở anh là ham ăn, ăn nhiều, ăn không biết nhường tôi, nên tôi rất giận và buồn. Đáng lẽ người yêu thì phải biết nhường nhịn, chia sẻ, nhưng còn mấy miếng ăn ấy anh hết luôn, không nhường. Anh ấy cũng hay nóng giận. Có lần tôi nhờ anh ấy đi ăn, nhưng anh ấy về trễ, tôi thấy vậy mới giận dỗi. Thế mà anh gắt lại tôi, kêu là cực khổ, bận bịu các kiểu. Tôi rất thích tên Cẩm Thơ do cha mẹ đặt, nhưng tôi chọn nghệ danh Buka vì đây là cái duyên do tổ nghề cho. Tôi mới bước vào trường sân khấu phim hoạt hình Buka nổi tiếng, tôi rất thích, nên mua đầy hình của nó dán khắp xe, dán cả vào xe. Lúc đó mọi người không biết tên tôi, cứ gọi là Buka. Học xong tôi trở về sân khấu trẻ diễn, người ta không biết tên thật nên cũng giới thiệu tôi là Buka, khiến khán giả nhốn nháo. Tôi nhận thấy cái tên này khá hay, khiến mọi người chú ý nên lấy đó làm nghệ danh luôn. Dàn Sao Việt đến chúc mừng sinh nhật và thôi nôi con trai Hải Băng. Đáng chú ý nhất là thành viên nhóm The Man. Để cho hai cậu con trai có một ký ức đáng nhớ khi tròn đầy tháng và một tuổi, vợ chồng Thanh Đạt và Hải Băng lên kế hoạch chuẩn bị tiệc từ hơn 3 tháng trước. Từ ý tưởng trang trí đến việc tuyển chọn khách mời đều được hai nghệ sĩ cân nhắc kỹ lưỡng. Tối 17 tháng 7 vừa qua, vợ chồng Hải Băng Thành Đạt làm tiệc đầy tháng và thôi nô cho hai cậu con trai Kyo, Nguyễn Minh Đức và cô Nguyễn Minh Phúc tại một nhà hàng ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Để cho hai cậu con trai có một ký ức đáng nhớ khi tròn đầy tháng và một tuổi, vợ chồng Thành Đạt và Hải Băng cho biết đã bàn nhau chuẩn bị tiệc từ hơn 3 tháng trước. Họ trang hoàng không gian buổi tiệc với hai màu xanh trắng. Hải Băng lên ý tưởng trang trí, còn Thành Đạt trực tiếp thực hiện mọi thứ. Đôi vợ chồng muốn hai bé Kyo và Koi có ngày đầy tháng thôi nôi, đầy kỷ niệm. Bên cạnh đó, dù bận nhiều việc nhưng bà xã Hải Băng vẫn lên kế hoạch chụp ảnh gia đình và chỉnh chu mọi thứ cho ngày đầy tháng và sinh nhật đầu tiên của hai quý tử nhà mình. Đôi vợ chồng nghệ sĩ tỏ ra xúc động khi trời mưa khá lớn và kéo dài, nhưng các khách mời và đông đảo nghệ sĩ vẫn đến thật sớm để chung vui. Trước đông đảo khách mời, Thành Đạt xúc động khi nhận được sự yêu thương của bạn bè, người thân trong gia đình. Nhiều khách mời là Sao Việt đến dự sinh nhật và thôi nôi con trai Hải Băng. Gia đình của Lê Hoàng The Man hát mừng tại buổi tiệc. Trang Pháp, Băng Di và Thùy Anh đến chúc mừng Hải Băng. Anh cho biết, từ khi có cuộc sống hôn nhân mới với Hải Băng, nhất là khi có con ra đời, tôi có lẽ đã biến thành một người hoàn toàn khác, đó là sống tích cực và có trách nhiệm hơn. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ có được mọi thứ như ngày hôm nay, có vợ tâm lý và các con trai ngoan ngoãn. Giờ đây, tôi càng ý thức được phải cố gắng hơn nữa để làm chỗ dựa vững chắc cho các thành viên quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Không chỉ đến chúc mừng hai bé Kyo và Koi, các nghệ sĩ cũng có những phút giây quậy tưng bừng khi Hải Băng âm thầm chuẩn bị những trò chơi để tạo không khí thoải mái cho khách mời tham dự cùng các trẻ nhỏ. Hiện tại Hải Băng từng sinh ba cho Thành Đạt, bé gái đầu tên Kem Nguyễn Minh Tuệ, hiện 3 tuổi, bé thứ hai là con trai tên Côi Nguyễn Minh Phúc vừa tròn 1 tuổi, bé thứ ba là câu chuyện cổ tích của vợ chồng Hải Băng Thành Đạt khi mang thai bé Kyo Nguyễn Minh Đức. Cô từng bị bác sĩ cảnh báo về nguy cơ vỡ tử cung khi mang thai quá sớm. Từ khi làm mẹ, Hải Băng gần như rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc các con và kinh doanh qua mạng. Thúy Diễm lần đầu lên tiếng thừa nhận giao kéo vòng 1 sau khi sinh con trai đầu lòng. Nữ diễn viên muốn làm mới chính mình, muốn mình phải đẹp hơn sau thời gian khủng hoảng về nhan sắc trong lúc mang thai. Bà xã của Lương Thế Thành đã đắn đo rất nhiều trong lần phẫu thuật này, bởi từ trước cô luôn tự tin về ngoại hình và không khi nào có suy nghĩ sẽ nhờ đến giao kéo. Thúy Diễm là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của những khán giả yêu thích phim truyền hình. Cô sở hữu gương mặt ưa nhìn, dáng cao và mảnh mai. Ngoài ra, người hâm mộ còn nhớ đến cô với vai trò là bà xã của nam diễn viên điển trai Lương Thế Thành và còn là mẹ của nhóc tỳ đáng yêu Bảo Bảo. Mới đây nhất, Thúy Diễm khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận mình đã đến tìm gặp bác sĩ và tiến hành phẫu thuật vòng 1. Nữ diễn viên bộc bạch với báo, thuộc tiếp người khá an toàn, tôi phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định thẩm mỹ. Chưa bao giờ tôi dám thay đổi quá nhiều hình ảnh mình đang có, nhưng khi có động lực, tôi quyết tâm thực hiện thật hoàn hảo. Tuy nhiên, cô đã cân nhắc tư vấn bác sĩ khá kỹ lưỡng để việc phẫu thuật thẩm mỹ này không ảnh hưởng đến việc mang thai cho con bú và đảm bảo các tuyến sữa vẫn bình thường. Lúc mang thai tăng đến 20kg, Thúy Diễm nhiều lần stress vì vóc dáng của mình. Thậm chí nữ diễn viên còn chẳng dám nhìn chính mình trong gương. Một thời gian ngắn sau khi Bảo Bảo chào đời, bà xã Lương Thế Thành nỗ lực giảm cân, chăm sóc nhan sắc. Cô quan niệm làm đẹp là cách để yêu thương bản thân, tôn trọng công việc và cả giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thúy Diễm tâm sự, làm đẹp là cách tôn trọng chồng và cũng là cách để bản thân trở nên giá trị hơn cả trong công việc lẫn cuộc sống. Thời gian gần đây, cô cũng rất tự tin khoe da thịt trong những bộ bikini gợi cảm. Được biết, Lương Thế Thành rất ủng hộ vợ trong việc chăm sóc diện mạo, thậm chí anh còn không muốn vợ xinh gấp để dành thời gian tân trang vẻ ngoài.